bong bóng kem ạ. Đúng rồi đấy. Xin chào, xin chào các tình yêu của Quỳnh. Quỳnh đã trở lại. Xin chào tất cả các khách hàng thân yêu. Xin chào Thu Hương nha. Có bộ pyjama không? Có cả bộ pyjama nhé bạn Phạm Hà Tuyên. Bộ này có bị nhăn không? Chất liệu rất là đẹp, không bị nhăn một chút nào luôn nha Nguyễn Huế nhá. Mọi người vào đông đi ạ, vào đông đủ 100 người nha. Trời ơi, chẳng độc ác. Mẹ Hựa, mẹ chồng xinh xắn không phải mẹ chồng độc ác đâu nhá Thu Hương nha. Có thấy em nha Thảo Phương Bùi. À, bộ này bao nhiêu chị? Mọi người vào đông đông đi, rồi một lát nữa đủ 100 người em sẽ báo giá nha. Mọi người vào đông một đủ 100 người em sẽ tặng miễn phí 2 bộ ạ. Em sẽ tặng miễn phí 2 bộ cho khách hàng nào may mắn nha, chia sẻ nhiều nhất trong livestream ngày hôm nay. Em sẽ tặng miễn phí luôn ạ. Mọi người vào đông đi rồi em báo giá bộ này nhá. Đủ 100 người ạ, đủ lên đến 100 người em sẽ tặng miễn phí 2 bộ ạ. Tùy chọn màu tặng 2 bộ miễn phí, bạn nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng miễn phí 2 bộ. Mọi người chia sẻ nhiều cho em đi ạ. Chị nào càng chia sẻ nhiều, càng tương tác nhiều thì comment hiện lên đây thì em sẽ ghim hai chị bất kỳ nhá. Chị nào may mắn tối nay em sẽ tặng 2 bộ Thô Thái tặng miễn phí luôn ạ. Chỉ 2 bộ duy nhất nha mọi người, chỉ có 2 suất duy nhất thôi nên mọi người hãy chia sẻ và nhanh tay comment thật nhiều lên ạ. Chị có thấy em nhá Lấm Ngốc ơi. Xin chào các bạn vừa vào nha, xin chào 73 người đang xem nha. Em chia sẻ 2 lần rồi, ok Thảo Vương Ngồi. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên nào. Mọi người muốn săn hàng không ạ? Muốn săn hàng quà tặng của mỗi lần chơi mini game không ạ? Hôm nay em sẽ tặng miễn phí 2 bộ. Bao giờ đủ 100 người chơi em sẽ bắt đầu tặng nha. Có những màu gì chị ơi? Em lấy 2 bộ IBM nhé. Ok luôn. Mua 1 tặng 1 không chị? Hôm nay sẽ tặng miễn phí 2 bộ luôn ạ. Tặng miễn phí luôn. 2 khách hàng may mắn em sẽ tặng miễn phí 2 bộ luôn. Nên mọi người hãy chia sẻ thật nhiều lên ạ. Chị nào chia sẻ nhiều nhất, có lượng chia sẻ nhiều nhất trong các trang chợ, các trang nhóm cũng như là ở trên trang cá nhân và để ở chế độ công khai, em sẽ tặng miễn phí 2 bộ. Hôm nay em sẽ tặng miễn phí nhá các chị nhá. Tặng miễn phí 2 bộ rồi. Chị nào sẽ là người may mắn ạ? Mẹ chồng gì đấy thưa các bạn. Mẹ chồng là muội phù thủy độc ác đúng không? Chị ơi chị có áo đôi không cho em xem. Áo đôi thì chị còn là áo đôi phong thôi nhá. Xin chào Hương Nguyễn. Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Mọi người nhanh tay comment đi. Nhưng ai mà chưa được quà mini game của em lần nào thì hãy nhanh tay vào comment và chia sẻ đi ạ. 88 người rồi, mọi người cố lên ạ. Mọi người cố lên đủ 100 người nhá. Em sẽ tặng miễn phí luôn, chọn màu bất kỳ ạ. Chọn màu bất kỳ, màu nào cũng được. Cho em bộ ngày nào em cũng xem và ủng hộ chị. Ok, chia sẻ thật nhiều cho chị vào nha. Nào mọi người nhanh tay nào, mọi người nhanh tay nào. Mọi người phải chia sẻ lên, lượng tăng chậm quá, lượng khách xem tăng quá chậm lên làm sao mà em tặng được đúng không nào. Mọi người chia sẻ nhanh lên nào. Nào rất là nhiều màu nha. Đây, hôm nay em về rất là nhiều bộ, rất là nhiều màu đẹp luôn. Mọi người nhanh tay nha. Bộ này 41 cân mặc vừa luôn Mai Anh ạ. 41 cân mặc quá đẹp luôn. Đấy, mọi người chia sẻ thật nhiều vào. Hôm nay em về rất là nhiều màu luôn. Em sẽ tặng quà 2 bộ miễn phí cho bạn nào chia sẻ nhiều nhất hay theo dõi livestream chịu khó tương tác với shop thì shop sẽ tặng quà nha. 3 lần trang cá nhân, 10 lần vào trang nhóm. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ thật nhiều đi ạ. Nào mọi người cố lên, 86 người rồi, 89 người rồi ạ, sắp được 100 người rồi. Được 100 người em bắt đầu tặng quà nha. Nào mọi người chia sẻ là những ai chưa được quà mini game nào ạ. Những ai chưa được quà mini game nào lần này hãy vào đi. Hãy vào comment thật nhiều ạ. Không mất gì, chỉ việc mọi người chỉ việc chia sẻ thôi. Chỉ việc chia sẻ thôi. Biết đâu ngày hôm nay mình sẽ được quà miễn phí của shop thì sao ạ, đúng không ạ. Được một bộ miễn phí thật là thích, thật là
không mất một đồng nào luôn. Rất là sướng đúng không ạ? Nào mọi người nhanh đây nào, chỉ có 2 suất thôi, 91 rồi, mọi người cố lên. Mọi người cố lên nào. Mọi người cố lên. Em chưa được bao giờ được rồi. Nào mọi người cố lên, 96 người rồi, sắp được rồi ạ. Nào mọi người mọi người hãy nhanh đây comment đi ạ. Nào người chơi tăng chậm quá, làm sao mà chơi mi game được, làm sao mà tặng quà được nào. Mọi người hãy chia sẻ thật nhiều vào, hãy chia sẻ thật nhiều vào nào. Ai muốn là người may mắn tối nay không ạ? Ai muốn là người may mắn tối nay hãy comment, hãy chia sẻ cho em thật nhiều vào. Không mất gì cả mọi người, ở nhà chơi chỉ việc xem, chỉ việc theo dõi và nhấn nút chia sẻ thôi. Thế là mọi người đã có một bộ miễn phí về tận nhà rồi ạ. Rất là thích đúng không? Không mất một đồng nào để mua hàng luôn. Ship thành phố, có ship thành phố nhá bạn Quỳnh Anh nhá. Nào mọi người cố lên, 92 người rồi, 89 người lại đang tụ rồi. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ đi nào. Chưa được, phải đúng 100 người em mới chơi. Đúng 100 người em mới chơi. Đúng 100 người nha. Có bộ này như này mà quần dài không? Bây giờ nó chuẩn bị sang mùa hè rồi nên em không nhập quần dài nữa, mà chỉ về quần thô ngố, quần ngố qua đầu gối thôi ạ. Nào mọi người chia sẻ đến, đúng 100 người em mới bắt đầu chơi ạ. Nào mọi người ơi, xin chào Huệ Vũ nha. Nào sắp được rồi, mọi người cố lên. Rồi, được rồi. Nào bây giờ nha, bây giờ em sẽ phổ biến về luật chơi. Bộ ngủ của em đang mặc với giá niêm yết của cửa hàng là 220.000 một bộ. Chất liệu rất cao cấp và không bị nhăn, không bị bạc màu nha mọi người nhá. Hôm nay em sẽ xả đồng loạt với giá 130.000 ạ. Chị nào thích ạ, chị nào thích thì hãy nhanh tay vào đây comment. Khi mua 5 bộ trở lên sẽ được free ship. Rất là rẻ, rất là đẹp ạ. Nào mọi người, bây giờ nhá, bây giờ em bắt đầu chơi mi game nhá. Chị nào muốn được tặng quà, chị nào muốn được tặng miễn phí không ạ? Hãy comment. Bây giờ em nói một câu, mọi người hãy comment thật nhanh nhá. Chị nào may mắn được em ghim hãy chụp ảnh lại màn hình, sau đó inbox lại cho em. Em sẽ gửi tặng một bộ thô thái miễn phí cho chị nào may mắn nhất nhá. Nào bây giờ mọi người hãy comment nhanh nhá. Comment giúp em này. Comment giúp em này. Hàng mới về, mọi người comment hàng mới về cộng số điện thoại giúp em nào. Mọi người comment hàng mới về cộng số điện thoại giúp em. Nào mọi người ơi, mọi người nhanh tay comment hàng mới về cộng số điện thoại giúp em nào. Mọi người comment hàng mới về cộng số điện thoại giúp em. Em sẽ chọn một người may mắn nào. Hai giải thưởng, em chào chị Linh Vân. Mọi người nhanh đây nào, mọi người có muốn được tặng bộ ngủ miễn phí không ạ? Em sẽ tặng miễn phí 2 bộ luôn. Sẽ không mất một đồng nào để mua, sẽ được tặng luôn miễn phí 2 bộ. Đúng không ạ? Mọi người comment nhanh đây đi ạ. Hàng mới về cộng số điện thoại, hàng mới về số điện thoại. Nào mọi người comment thật nhiều đây ạ, mọi người comment thật nhiều đây ạ. Em sẽ ghim một chị bất kỳ nha. Nào mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay em cũng đã đăng ảnh lên trang cá nhân rồi, nhưng em muốn livestream cho mọi người xem chất liệu và dáng của bộ như thế nào nhá, cho mọi người xem. Nào mọi người hãy comment hàng mới về cộng số điện thoại nhá. Hàng mới về cộng số điện thoại nào, em sẽ gửi tặng tất cả những cái bộ ngày hôm nay, tất cả các màu, các chị thoải mái chọn màu, thích màu nào cũng được, thích màu nào cũng được nha. Mọi người comment thật nhiều nào, em chuẩn bị ghim nha. Em chuẩn bị ghim, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Mọi người hãy comment thật nhiều vào. Nào ai là người chia sẻ nhiều nhất ạ? Ai là người đã chia sẻ nhiều nhất? Ai là người chia sẻ nhiều nhất ạ? Hãy comment thật nhiều lên. Comment thật nhiều ạ, hàng mới về số điện thoại nha. Em bắt đầu ghim này, mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em chuẩn bị ghim một chị đầu tiên nha. Em chuẩn bị ghim một chị đầu tiên nào. Chị nào đã chia sẻ cho em nhiều nhất? Chị nào chia sẻ cho em nhiều nhất? Em ghim chị nào mà chị đấy mà chưa chia sẻ là em hủy. Em hủy quà luôn nha, và không bao giờ được tham gia mi chơi mi game nữa nha. Nào em sẽ ghim một chị bất kỳ nha. Xin chúc mừng chị Thảo Phương Bùi nhá. Xin chúc mừng chị Thảo Bùi Phương ạ. Chị đã được tặng miễn phí một bộ ngủ thô thái. Chị lấy màu nào thì một lúc nữa hãy chụp ảnh lại màn hình, sau đó inbox lại cho em nha. Chị nhớ hãy chụp ảnh lại màn hình. Nhớ chụp ảnh lại màn hình, em đã ghim. Được rồi, một chị nào, còn chị nào nữa? Còn một suất nữa.
Còn một suất nữa nào, mọi người hãy nhanh tay lên. Lên đến 200 người em tặng tiếp một bộ nữa nào. Em xin giới thiệu nhá, bộ ngủ ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Đây em đứng xa cho mọi người nhìn dáng. Chất liệu rất là đẹp. Đấy, chất không nhăn một tí nào nhá. Đây em có thể, mọi người có thể xem nhá. Đây bộ em đang mặc khá lâu rồi đúng không? Em vò nhá, thoải mái luôn. Đây, thoải mái luôn, không hề nhăn một tí nào luôn. Không hề nhăn một tí nào luôn, chất rất là đẹp, rất là mát. Mặc ở nhà cực kỳ thoải mái. Mà chị nào mà không, khi ở nhà không được ăn mặc hở hang, không được mặc quần quá ngắn hay mặc áo có hai dây, thì hãy chọn bộ này. Hãy chọn bộ này, bộ này rất là mát, rất là thoải mái luôn. Ngày hôm nay sẽ xả đồng loạt với giá 130k. Hôm nay em sẽ qua dần dần các mẫu nha. Lên đến 200 người em bắt đầu tặng tiếp. Nào, mọi người cùng ngắm lại màu này nhá. Màu này kiểu kẻ caro rất là đơn giản. Cái cúc tay hơi đánh bồng một chút và có một khuy lệch ở đây, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, mọi người cùng ngắm lại nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em đi, tiếp tục chia sẻ cho em đi. Lên đến 200 người em bắt đầu tăng tiếp nhá. Nào, em qua mẫu nhá, em qua mẫu nhá. Đây, bây giờ em sang tiếp một màu mới. Đó là màu hoa nhá. Nào, mọi người tiếp tục đi ạ. Những ai đang muốn được quà mini game thì hãy chia sẻ cho em thật nhiều. Hãy chia sẻ cho em thật nhiều để em qua một mẫu nữa. Sau đó em sẽ vào chốt game tiếp nha. Em sẽ vào chốt game tiếp, mọi người đợi em một chút. Em sẽ quay lại luôn ạ. Nào mọi người, tiếp tục ạ. Đây là bộ màu thứ hai. Đây là màu hoa, cũng rất là đơn giản, rất là nhã nhặn. Mọi người có thể mặc ở nhà, nhìn đã thấy là mát rồi đúng không ạ? Mùa hè mặc những bộ như này ở nhà rất là thoải mái. Khi các chị đi làm về với bộ trang phục bó sát vào người, hoặc là những bộ đồ nóng bức, về nhà thay ra những cái bộ như thế này cực kỳ thoải mái, cực kỳ mát. Mà đi đâu cũng được, đi chợ, đi chơi hay là ở nhà nấu cơm thì không hề hở hang một tí nào luôn. Đây, rất là kín đáo luôn, rất là đẹp, với nhiều nền hoa, nhiều màu, rất là đẹp, rất là đẹp nhá. Bây giờ nhá, em sẽ chốt game lần thứ hai nhá. Mọi người hãy nhanh tay comment này. Mọi người hãy nhanh tay này, qua Sóc Quỳnh mua sắm. Mọi người hãy nhắn tin là qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về. Mọi người hãy nhắn tin thế ạ. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về, em sẽ tặng miễn phí một bộ nữa nha. Sẽ còn một suất nữa nha. Nào mọi người chia sẻ thật nhanh tay lên ạ. Những ai đã chia sẻ, những ai đã theo dõi từ đầu, những ai đang hóng hàng mới từ đầu đến bây giờ, hãy nhanh tay comment đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì còn một suất cuối cùng thôi. Chỉ còn một bộ cuối cùng sẽ dành tặng cho những chị nào may mắn nhá. Nào mọi người hãy nhanh tay comment nào. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về. Mọi người chỉ nhắn tin đấy. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về nào. Mọi người nhanh tay comment nào. Mọi người nhân đây đúng cú pháp là qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về, em sẽ gửi tặng các chị chọn bộ thoải mái luôn. Nào mọi người hãy nhắn tay, nhanh tay nhắn tin ạ. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về. Đấy, mọi người chỉ cần nhắn tin thế thôi. Em sẽ ghim một chị bất kỳ nha. Chị nào chia sẻ nhiều nhất ạ, chị nào đã chia sẻ nhiều nhất ạ, để em gửi tặng luôn một bộ. Các chị thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Sẽ chỉ tặng cho hai khách hàng may mắn đầu tiên thôi nhá. Và một khách hàng và một món quà nữa sẽ gửi tặng cho những chị nào mà chia sẻ nhiều nhất lên các trang, thì em sẽ cũng gửi tặng một bộ nữa. Các chị có thích không ạ? Nào mọi người nhanh tay nào. Xin chào kem dâu nhá. Nào mọi người nhanh tay nào. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về. Đúng rồi, mọi người hãy nhanh tay lên đến là mọi người, để tăng lượt
Tăng người xem thì em sẽ bắt đầu ghim nhá. Qua Sóc Quỳnh mua sắm hàng mới về ạ. Mọi người comment nhanh tay lên. Nào mọi người comment nhanh tay lên. Lên đến 160 người ạ. Lên 160 người em sẽ chốt luôn nha. Nào vừa chơi game vừa chia sẻ, mọi người chia sẻ thật nhiều lên. Nào cố lên. 153 rồi. 153 rồi. Nào 160 rồi này, em bắt đầu ghim nha. Các chị đã chuẩn bị chưa? Mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Em chuẩn bị ghim này. Em chuẩn bị ghim ạ. Nào. Nào mọi người hãy nhanh tay lên. Mọi người hãy nhanh tay lên. Em sẽ ghim một chị bất kỳ nha. Thế nào? Chị nào đã là người chia sẻ nhiều nhất, em sẽ kiểm, sau khi em ghim em sẽ kiểm tra luôn. Nếu như chị nào mà chưa chia sẻ là em sẽ hủy quà luôn nhá. Nào, ai là người chia sẻ nhiều nhất ạ? Chị chia sẻ nhiều lắm rồi mà chưa được quà lần nào. Nào, hôm nay em sẽ rất là nhiều cơ hội này, rất là nhiều cơ hội để cho mọi người nhận quà. Em sẽ gửi tặng miễn phí luôn. Em bắt đầu ghim nhá, mọi người chuẩn bị tinh thần nào. Em sẽ ghi một chị bất kỳ. Xin chúc mừng chị Tuấn Vương nha. Xin chúc mừng chị Tuấn Vương nha. Chị đã dành được một bộ, hãy chọn lấy một bộ thật đẹp, thật ưng ý của mình và nhắn tin cho shop. Shop sẽ gửi quà đến tận nơi cho chị nha, sẽ không mất một đồng nào. Sẽ chỉ việc nhận quà và diện và gửi ảnh feedback đến cho em thôi. Xin cảm ơn nha. Bây giờ em, mọi người hãy ngắm lại mẫu này một lần nữa để em qua mẫu nhỉ, vì hôm nay rất là nhiều mẫu mới. Mọi người hãy nhanh tay nào. Ai thích bộ nào hãy chia sẻ cho em nha. Em xin nhắc lại bộ thô thái chất đẹp hàng loại 1 có giá là 220.000, nhưng ngày hôm nay em dành cho những khách hàng nào chia sẻ livestream sẽ mua được bộ này với giá 130.000 ạ. 130.000 ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Tối thứ bảy mọi người ở nhà xem livestream có phải vui không ạ? Không phải đi đâu cả, chỉ việc ở nhà chơi thôi. Nào, mọi người cùng ngắm lại màu này một lần nữa nhá. Mỗi màu em chỉ có 10 bộ thôi, nên là các chị nào lấy thì hãy báo em luôn, em cất hàng nhá. Bởi vì không có nhiều. Em sẽ qua một màu mới nữa. Nhá. Xin chúc mừng chị Tuấn Phương ạ. Chị Tuấn Phương đã được giải rồi, chị hãy chụp ảnh này màn hình phần em đã ghim, sau đó inbox lại cho shop để shop gửi quà cho chị nhá. Em qua màu mới nha các chị nha. Các chị cùng ngắm lại mẫu này một lần nữa này. Quần dài qua đầu gối nhá. Quần dài đâu? Túi này. Quần có túi nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, chất liệu không nhăn, không bạc màu, mọi người xem. Em vò nhá, vò thật lâu. Vò lâu à. Để xem nó có nhăn không mọi người nhá. Đây, chất liệu rất là đẹp luôn. Vò rất kỹ, rất lâu, không hề bị nhăn, không hề bị co. Mọi người có thể giặt thoải mái luôn. Rất là đẹp nha, chất liệu rất là thích luôn. Riêng mặc những cái bộ này ở nhà thì cực kỳ mát, cực kỳ thoải mái. Mà chồng yêu, chồng chiều, mà mẹ chồng cũng yêu, mẹ chồng cũng thích luôn. Rất là đẹp luôn, là không hở hang gì cả. Em qua một màu khác nha. Hôm nay rất là nhiều màu nên em sẽ qua thật nhanh. Hà Ly ơi, ngày hôm nay chị đang sale bộ ngủ với giá 130.000, nên là mọi người hãy mua nhanh lên nha. Nếu mà những chị nào ở gần nhau hãy rủ nhau mua, từ 5 bộ trở lên sẽ được miễn phí ship đấy ạ. Em qua màu nha, bộ em đang mặc là 130 chị Trang Võ ạ. Em qua màu nha. Đây một màu nữa. Màu này mà chị nào trắng trắng thì mặc bộ này thì rất là đẹp luôn. Rất là sáng da luôn ạ. Đấy, đẹp chưa? Chị nào chia sẻ livestream ngày hôm nay em sẽ bán bộ với giá 130.000, nên mọi người đừng quên chia sẻ livestream cho em nhá. Nào, ai thích bộ này hãy nhanh tay chụp ảnh này màn hình, sau đó inbox lại cho em. Shop sẽ check inbox và lên đơn ngày mai, em sẽ gửi đơn đi luôn. Trong vòng 2-3 ngày mọi người sẽ nhận được bộ và mặc luôn nhá. Chất liệu rất là đẹp. Đây,
form dáng cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em cũng đã up ảnh rồi nhưng mọi người muốn xem trực tiếp, muốn xem ở ngoài nó đẹp như thế nào, nó có được đẹp như trong ảnh không, thì em xin thưa là tất cả những cái bộ em đăng ấy, em chụp ấy thì không bao giờ đẹp bằng ở ngoài. Em nói thật luôn. Bộ chị đang mặc có màu khác không? Có rất là nhiều màu nhá. Chị đang qua màu từng mẫu một chị đang qua màu. Nào. Đấy, mọi người hãy nhanh tay nhá. Ai thích bộ nào, ai thích màu nào hãy chụp ảnh lại màn hình sau đó inbox lại cho em nhá. Hoặc có thể đặt trực tiếp, để lại số điện thoại đặt trực tiếp ở trên livestream này cũng được nhá. Đây, rất là đẹp. Em sẽ qua tiếp một màu nữa. Em sẽ qua tiếp một màu nữa nha. Bộ em đang mặc dành cho những khách hàng nào dưới 53 cân. Chị nào dưới 53 cân quay đầu thì hãy chọn lấy một bộ để mặc nhá. Em đang là 47 cân, em đang mặc bộ này hơi rộng một chút. Nhưng nếu chị nào bé hơn hay là to hơn một chút vẫn có thể mặc vừa, bởi vì bộ này chất chun, chất có co giãn một chút nhá. Dành cho những chị nào dưới 53 cân nhá. Chất liệu vải thô thái nhá. Đây là chất liệu thô thái tuyệt đối, không nhăn một chút nào. Không nhăn một chút nào đây. Mọi người có thể để em kiểm chứng đây. Em vò rất là lâu nhưng không hề nhăn một chút nào đúng không ạ? Không hề nhăn một chút nào luôn. Chất rất là mát luôn. Bộ này dành cho những khách hàng dưới 53 cân ạ. Chị nào dưới 53 cân là mặc vừa. Nào, ai lấy bộ này hãy comment cho em nhá. 55 cân mặc được không chị? Nếu như 55 cân mà cao thì vẫn có thể mặc được nhá Hà Ly nhá. Chất liệu là vải thô nha chị Cam Nguyễn ơi. Chị có đồ 65 cân mặc vừa không? Có bộ cho 65 cân. Chị Thanh Thủy ơi, 65 cân chị hãy inbox cho em để nhân viên tư vấn cho chị nhá. Chị ơi, mặc bộ màu khác cho em xem được không? Ok, chị đang qua mẫu đây nhá. Mọi người đợi em một chút, em sẽ qua mẫu. Chị lấy bộ này, ok. Ok chị Tuấn Phương ạ. Em sẽ qua mẫu nhá. Mọi người ai mua hàng, một là đặt để lại số điện thoại, hai là chụp ảnh lại màn hình, sau đó inbox lại cho em nhá. Em sẽ qua một màu mới ạ, mọi người hãy đợi em để em qua mẫu nha, em sẽ quay trở lại luôn đấy ạ. Đây, bộ này rất là đẹp, rất là sang luôn. Ai lấy màu nâu này hãy nhanh tay comment nhá. Bởi vì là mỗi một màu em không có nhiều, mỗi một bộ, mỗi một màu chỉ có 10 bộ. Mỗi một màu chỉ có 10 bộ nên mọi người thích màu nào hãy comment thật nhanh đi nhá. Comment thật nhanh để chọn được những cái màu đẹp ưng ý nhất. Đây, chất liệu rất là mát luôn. Đây, mọi người có thể kiểm chứng chất liệu không hề nhăn một tí nào. Chất liệu không hề nhăn một tí nào, rất là mịn, rất là phẳng, rất là mát luôn. Không mát, không đẹp, em không lấy tiền nhá. Bộ có size SML nhá, bạn Nguyễn Quỳnh Hoa nhá. Chị có quần tây không à? Chị có. Em bộ này ok, Huyền Nhi này. Ai lấy bộ này hãy comment no kèm số điện thoại giúp em nhá. Ai lấy bộ này comment no kèm số điện thoại giúp em. Hoặc có thể chụp ảnh lại màn hình và inbox lại cho em nhá. Để nhân viên lên đơn và chốt đơn cho mọi người nhá. Nào mọi người hãy ngắm lại một lần nữa. Màu này mặc rất là tây luôn. Mà cực kỳ sạch sẽ. Nếu như mặc ở nhà rất là sạch. Huyền Nhi này, chốt đơn cho Huyền Nhi này, xem mờ này. Linh Hà bộ này bao nhiêu? Bộ này 130.000 cho những khách hàng nào đã chia sẻ. 130.000 ạ. Những ai đã chia sẻ đều mua được giá 130.000. Chị nào mà không chia sẻ em vẫn bán giá bình thường là 220.000 nhá. Nào mọi người hãy nhanh tay đi ạ. Nhanh tay chụp ảnh này màn hình, sau đó inbox lại cho em hoặc đặt trực tiếp để lại số điện thoại ạ. 130.000 nha bạn Nguyễn Trinh ơi, chỉ 130.000 thôi ạ. Cho em coi quần tây đi, ok. Một lát nữa chị like hết bộ thì em sẽ chị sẽ like quần tây cho em xem nha. Bởi vì chị đang like bộ ngày hôm nay. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ đi ạ. Chia sẻ và cộng theo dõi Facebook của em lên. Luôn luôn được mua hàng giảm giá nhá mọi người nhá. Cho mình màu này 51 cân, ok. 51 cân quá đẹp, 57 cân không vừa, 60kg cân không vừa ạ. Nào, bộ này chỉ dành cho những khách hàng 53 cân quay đầu thôi ạ. Chỉ 53 cân quay đầu. Bạn Huyền Lê lấy bộ này để lại số điện thoại luôn. Mọi người đặt hàng vui lòng để lại số điện thoại ạ. Đặt hàng vui lòng để lại số điện thoại để em nhân viên chốt đơn nha.
cho em một bộ nâu size S này, một bộ kẻ đỏ này. Ok, băng anh Nguyễn này. 56 cân không mặc vừa, 53 cân quay đầu ạ. Những chị nào 53 cân quay đầu ạ. Bạn Thủy Tiêu bộ nâu này 51 cân ok này. Chị Thiên Than Nguyễn nâu ok ạ. 53 cân quay đầu ạ. 53 cân đều mặc như em đang mặc nhá. Đây chị nào 53 cân đều mặc như em đang mặc hết. Em sẽ qua tiếp một màu nữa nhá. Em sẽ không like lại đâu, nên mỗi lần em qua màu mọi người hãy nhanh tay chuẩn lại màn hình. Bởi vì là không có nhiều những cái màu đẹp như này, rất là ít, rất là hiếm. Và nếu như hết là em phải đặt rất là lâu thì mới có vải để làm tiếp. Nên mọi người hãy nhanh tay nhá. Mọi người đợi em một chút, em sẽ quay trở lại luôn với bộ màu khác nhá. Màu hồng, chị nào yêu màu hồng ạ? Ship cho em chưa shop? Hàng nấm ơi, inbox lại cho chị để nhân viên kiểm tra lại nhá. Chị mặc size gì? Chị Linh Sam, chị bao nhiêu cân? Chị nào yêu màu hồng ạ? Chị nào yêu màu hồng hãy nhanh tay comment. 130.000 một bộ ạ. Cho chị bộ màu nâu 52 cân, quá đẹp luôn chị Minh Thi ạ. Ship hàng cho em chưa shop? Hàng nấm ơi, inbox lại cho chị để nhân viên kiểm tra nhá. Nào ai yêu màu hồng ạ? Ai yêu màu hồng hãy nhanh tay chốt lấy một bộ màu hồng này đi ạ. Màu hồng này chỉ có 10 bộ thôi, mỗi màu chỉ có 10 bộ. Nên mọi người ai lấy hãy nhanh tay nhá. 45 cân mặc quá đẹp luôn Linh Sam, chị Linh Sam ạ. Nào ai lấy màu hồng nữa không ạ? Ai lấy màu hồng nhanh tay nhá. Ai lấy màu hồng hãy nhanh tay comment. Có túi nhá, bộ có túi quần rất là đẹp luôn. Ai yêu màu hồng ạ? Đẹp quá mà không vừa. Cho em bộ nâu nâu 47 cân nha. Ok, Nhon Mi hãy để lại số điện thoại luôn nào. Nhon Mi để lại số điện thoại luôn. Mọi người đặt hàng phải để lại số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha. Không để điện thoại thì mọi người hãy chụp ảnh để màn hình, sau đó inbox lại cho em để nhân viên chốt đơn nha. Ai yêu màu hồng ạ? À? Ai yêu màu hồng ạ? À? Màu hồng này không mở cúc mà là cổ tròn. Chị nào không thích mở cúc thì mặc cổ tròn nha. Nào ai thích màu hồng này hãy comment hồng cho em nha. Ai yêu màu hồng này hãy comment màu hồng ạ. À, bạn anh một anh rồi Mai ơi hỏi gì bây giờ chị mới nhìn thấy nào. Hương Bùi màu nâu 47 cân quá. Thôi chết rồi. Chết em rồi. Đang ngoan hàng. Cái đồ đại dính túi om như thế. Mọi người ơi cho em nó mất điện. Trời ơi. Từ từ để mọi người đang đặt hàng. không cần phải ấy đó. Kệ cứ soi khách đi. Chỗ em đang mất điện nha, mọi người đặt hàng nha. Mọi người hết sức thông cảm vì đang mất điện. Sao lại mất giờ này chứ, điên thế. Bây giờ like trong vòng tối luôn. Cho em bộ màu. Cho em bộ đầu chị mặc kẻ đỏ ok luôn này. Tình yêu màu nắng ok, chốt đơn cho tình yêu màu nắng này. 130.000 một bộ ạ. Các chị ơi 130.000 một bộ. 130.000 một bộ. Em tắt like nha, em chỗ em đang mất điện, một lát nữa em sẽ like lại ạ.